Bài số 8 là cái bài mà được lấy từ cái đề thi học sinh giỏi của tỉnh Đồng Nai đó. Cho hàm số này. Bậc 3 này, tham số m này. Tìm m để hàm số có hai cực trị nằm về hai phía đối với trục tung. Đây chắc chắn là hàm bậc 3 rồi. Và hàm bậc 3 thì nó cũng có thể có hai cực trị và cũng có thể không có cực trị nào. Có một trong hai kịch bản vậy. Họ bảo là để có hai cực trị nằm về hai phía trục tung thì cái điều kiện tiên quyết là phải có hai cực trị trước đã. Rồi sau đó mới nói đến cái chuyện hai cực trị của nó là sao. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đi tính y phải bằng này 6x thì mình trừ đi 6 nhân với m cộng 1 và cộng 3 chứ nhỉ? Và cộng 3 nhân x thì cộng với 18 với m. Thế thì cái phương trình y phải bằng 0 sẽ tương đương với đây là 6 6 bình 18 ta rút bớt đi cho nó gọn. Thành x bình trừ đi m cộng 3 nhân với x gì 18 mình chia cho 6 được 3 đúng không? Cộng với 3 m bằng 0. Đấy. Cái phương trình y phải bằng 0 phải có hai nghiệm phân biệt đúng không? Để hàm có hai cực trị thì y phải đổi dấu hai lần. Đối với hai parabol này thì ta chắc chắn là lúc đó nó sẽ phải có hai nghiệm phân biệt đúng không? Suy ra là cái phương trình một này một phải có hai nghiệm phân biệt. Đấy, nó có hai nghiệm phân biệt khi mà delta bằng m cộng 3 tức là bình phương b bình phương này trừ 4ac tức là 4 nhân với 1 nhân với 3m phải lớn hơn không, hay là m bình này cộng với 6m cộng với 9 trừ đi 12m lớn hơn không, hay là m bình trừ đi 6m đúng không, trừ đi 6m cộng với 9 lớn hơn không. À thì chỗ này là càng thức mất rồi đúng không, m trừ đi 3 tất cả bình và lớn hơn không thì chỉ cần m phải khác 3 thôi, cho nên m phải khác 3. Đây là cái điều thứ nhất. Với m khác 3 thì nó có hai cực trị. Bây giờ muốn cho hai cực trị nó nằm về hai phía với trục tung thì chúng ta hình dung đây, một cái ở bên trái và một cái ở bên bên phải. Thế cái kiểu đồ thị hàm bậc 3 với hệ số a lớn hơn không nó sẽ như thế nào. Thì ta để ý đến hai cái điểm cực trị này này. Đấy. Đây là x1. Đây là x2. X1 là hoành độ của điểm cực đại, x2 là hoành độ của điểm cực tiểu. Và chúng ta dễ thấy là x1, x2 nó đồng nghiệm của cái phương trình y phải bằng 0. Đấy, mà để cho hai cái cực trị này nó nằm về hai phía đối với trục tung thì có nghĩa là x1 và x2 phải trái dấu. X1, x2 là hai nghiệm của phương trình y phải bằng 0 thì suy ra x1 và x2 phải trái dấu. À, phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm trái dấu thì sao nhỉ? Mà x1 nhân x2 theo định lý viết thì nó bằng c trên a đâu nhỉ? C đây 3m trên a và trên 1 thì thôi 3m phải gì nhỏ không, có nghĩa là m phải nhỏ hơn không. Đấy, đây là điểm của số 2. Ta kết hợp cả hai cái điều kiện này sẽ ra kết quả chung cho cả bài. Đấy, đây là sao đi, đây là hai sao đi, sao và hai sao thì tóm lại là chúng ta được m nhỏ hơn không, thỏa mãn cả sao lẫn hai sao đúng không. Vậy với m nhỏ hơn không thì cái đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị về và hai cực trị đó nằm về hai phía trục tung.